Rồi hôm nay em xin chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người ngày mới an lành hạnh phúc nha mọi người. Hôm nay em lại tiếp tục đi thăm lập cống nha mọi người ơi. Ngày hôm qua em về em đặt 22 cái địa điểm này nha mọi người. Địa điểm này hôm rồi mình cũng có đặt rồi. Với mé bên kia. Bên kia mình đặt 7 cái khu mà hôm bữa mình đi thăm mình có đi chung với bà xã mình đó mọi người. Dính được 7 con. Còn cái điểm này thì hôm bữa mình đặt mình đi thăm có một mình à. Bên này hình như mười mấy cái à. Bên này mình đặt lại coi sao. Hôm bữa dính cũng thấy cũng ngon quá. Bên này đặt lại nha mọi người. Thì bây giờ mời mọi người theo chân Sơn Bắc qua đi đi thăm lập cống nhôm hôm nay nha mọi người. Ngày hôm qua mình đặt thì về tối quá cho nên mình không có quay nha mọi người. Nay là tháng 10 rồi cho nên mới có 5 giờ mấy à. Mà tối thui tối hù cho nên mình không có quay được nha mọi người. Bữa nay đi thăm mình mới quay cho mọi người xem. Bây giờ mà mọi người theo chân Sơn Bắc Ba Tri đi thăm lập cống nhôm hôm nay nha mọi người. Mọi người xem video mọi người nhớ cho Sơn Bắc Ba Tri một đăng ký và một like để ủng hộ tinh thần cho Sơn Bắc Ba Tri nha mọi người. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi bây giờ để tới 7 thì mình quay cho mọi người xem nha mọi người. Ở bên đó với lại dài 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 khu vực bên đó nha mọi người. Đây con cá nha mọi người. Ồ, dính dính mọi người. Con cống tơ. Một em đầu tiên nha mọi người. Bờ này mình đặt 4 5 cái vậy. Để mình bỏ vô rồi đi tiếp nha mọi người. Tiếp tục nha mọi người, dính nữa mọi người. Đây đây đây. Hoa. Con này bự hơn con nãy mọi người. À, đã không mọi người. Rồi hai con gài móc hết rồi mọi người. Để đó đi. Ở đây hình như còn cái nữa nè. Còn đầu đằng kia nữa. Cái bờ cỏ này ngon thấy ghê luôn á. Chín nữa không? Đâu rồi ta? Đây đây ồ cái này không bật mọi người, cái này không dính. Đây cái nữa nha mọi người. Cái khu bên đó mình không có đặt, dắt tối quá mình không có đặt. Mình chạy dài ra ngoài kia nữa mọi người, ngon thấy ghê luôn á. Điểm này đặt bẫy rắn cũng ngon lắm. Đây con cái nha mọi người. Trời ơi dính con chuột vàng. Ơi hai con luôn mọi người. Trời, mình tưởng nó một con gì, hai con mẹ con mọi người, hai con mẹ con, hai con đi ăn chung luôn, nè, con chuột thịt, con thịt, con người bẫy rắn được mọi người, rồi quá êm, để mình bỏ vô nha mọi người, đến cái nữa nha mọi người, dính nữa mọi người, hôm qua mình lại tới điểm này nè, mình lại tới chỗ này, mình thấy nó chạy, từ đây nó chạy lại đây. Từ đây nè, từ cái đường mòn này nè mọi người. Cái chiều tối rồi nó đi ăn, nó chạy đó. Mình đặt mình quay cái đầu cái bẫy lên dây dính nè mọi người. Chuột cũng cống tơ nha mọi người. Nó nhỏ không à. Con này mềm lắm á mọi người. Lông mất mượt luôn. Con này nhổ lông xong rồi khi nó chừa. Trời ơi. Làm ra ra vài chai bia hết mọi người ha. Sướng gì đâu quá. Rồi để mình bỏ nó vô rồi đi tiếp mọi người. Còn nhiều lắm. Đây con cái nữa mọi người, dính chuột vàng nữa. Con chuột vàng nhỏ mọi người, chuột này chuột bẫy rắn mọi người. Rồi. Thêm được con chuột bẫy rắn nữa mọi người. Đây con cái nữa mọi người. Trời ơi cái này nó ủi mọi người ơi. Cái này nó ủi nè. Nè, bữa hôm qua là mình đặt nhè mọi người. Nên nó ủi nằm ngang vậy luôn à. Nó ủi là nó ăn hết lúa à. Còn có mấy hộp mà. Còn mấy hộp lúa này cái bẫy nó bật xuống mọi người, nó giật mình bỏ chạy nè. Ăn còn mấy hộp à. Mấy bên này thì mình có hai cái nữa nè. Đầy dính mọi người. Còn có nhum tơ nữa. Nó túng nguyên bầy tơ luôn rồi.
Hôm rồi hôm bữa mình cũng trúng bầy tơ cho đây cũng ba lớn nè, bự hơn chút xíu. Mấy con mẹ nó chưa dính. Ở đây còn nhiều lắm nha mọi người. Bên này có một cái nữa nè. Đây mọi người. Nó cắn bứt cái cây cỏ của mình cầm luôn rồi. Con này bứt tơ, là tơ nữa mọi người. Ngay miệng hang luôn nha mọi người. Nè. Trong miệng hang này, đường mòn nè mọi người. Ngay ngón tay mình chỉ nè, cái đường mòn nè. Nguyên bầy tơ nó đi ăn luôn rồi. Một lứa luôn nha mọi người. Có mấy con nãy hơi bự chút xíu, còn mấy con này một lứa luôn. Rồi đây mình bắt con kia mình bỏ vô rồi đi tiếp nha mọi người. Mình qua tới mé bên này là như mọi người. Mé bên này mé hôm bữa đi thăm chung với bà xã mình đó mọi người. Đặc biệt con cái mà không dính mọi người, nó tha lúa luôn ăn. Nè mọi người thấy không? Nó tha lúa lên mọi người, lúa ở trong đây nè. À, mình đặt ở đây nó tha lên đó cơ. Tha lên nó ăn mà nó không dính. Chuột này chắc chuột nhỏ mọi người. Cái hang ở đây. Ôi, bên đây có 7 cái nha mọi người. Nãy giờ mình kia mười mấy cái được dính được 8 con rồi. Có lớn có nhỏ luôn nha mọi người. 8 con, còn bên đây 7 cái đầu tiên không dính nè. Cặp bò này mình đặt 3 cái mọi người. Ô cái này cũng không dính nữa mọi người. Ông lấy mấy bên này nó bể thì ta. Mới đặt con bữa không lấy bể. Dấu ghê dấu mọi người. Đi mòn lẳng hết trơn. Dính 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 mọi người. Cổng nhùm. Con chè bé luôn mọi người ơi. Nè mọi người. Chụp cho mình hình tấm hình thumbnail coi. Quá trời đã luôn mọi người. Đó, giờ nó mới khè nha mọi người. Em hết 7 rồi nha mọi người. Thấy con chuột này thấy nóng lạnh không? Thấy con chuột là mắc bệnh rồi mọi người. Nè. Con này còn cả ký lô á mọi người ơi. Cháy nắng quá. Là mình đi thăm ở ngoài giữa đồng mọi người, không có bóng mát cho nên nó hơi cháy nắng chút xíu nha mọi người. Con này có thể là 1 ký mốt quá mọi người. Vô nó bít cái lòng mình luôn nè. Nặng quăng luôn á. Con này nó mập cái thôi. Tại vì cặp mé này cặp mé ruộng mọi người cỏ nó có ốc rồi nó ăn. Lông bạc luôn. Đã thiệt chứ. Rồi để mình tổng kết luôn nha mọi người. Bữa nay được 9 10 con, 10 con mà có con này nó bị con nhỏ mọi người mình không quen nha mọi người, nó bị ngất ngư, nó sắp chết rồi. Con này nó mới dứt sữa sao à, hay là nó mới ra hang, nó chưa dứt sữa gì á. Nó vô quẩy rồi, nó hôm giờ nó không được bú sao. Nó bị ngợp mọi người, nó còn sống nhưng mà nó đừ. Mình không có quay nha mọi người. Bây giờ mình tổng kết số này cho mọi người xem nha mọi người. 22 cái, một con rồi đó. Này, nghe nó kêu không? Hai, ba, nhỏ nhỏ lứa không? Bốn, có cái này dính được 2 con nè mọi người. Cặp luôn. Sáu, bảy, đây con chuột rắn nữa nè mọi người. 8. Con này nó 9. Với con ngắt ngư nữa 10 nha mọi người. Đó, đã không mọi người. Bữa nay im rồi nha mọi người. Tưởng đâu bữa nay bể không dính, bây giờ nó cũng vẫn dính nha mọi người. Tại mình bỏ này cũng có mấy ngày rồi,
ba con chuột vàng, hai con nhỏ đi vạch đặt rắn được, còn con này thịt nha mọi người, với lại năm con cống nhum. Con này là chúa tể nhất nè, con này lứa, con này lứa, còn hai con này là ba con này là nó chưa lên lứa, nó còn lông măng nha mọi người, chưa có la lông lông dài, mới có mấy cọng à. À, đã mọi người. Thôi, em xin kết clip ở đây nha mọi người. Mọi người xem video, thấy yêu mến Sơn Bắc Party, mọi người nhớ đăng ký kênh và like để ủng hộ cho Sơn Bắc Party nha mọi người. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Quá trời chùm cuối luôn mọi người. Rồi, chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người trong clip tiếp theo nha mọi người. Bye bye mọi người.